lên nào. Cố lên. Ôi giời. Ôi giời. Cố lên. 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 Vít rồi. Kéo đi đi. Vít. Được nào, 2 3. Cố lên nào. 2 3. Cố lên. Ôi trời, chắp được rồi, chắp được rồi. Ôi trời, trời. Nha, mày phải giữ chặt, mày phải kéo ơi. Chứ. Đấy, con vẫn kéo đây. Chỉ mỗi bố với mẹ mày đẩy thì ôi, mày phải kéo. Kéo lên, cố con vẫn kéo đi, cố lên trước cả. Xuống rồi. Ôi trời, ôi chép ra đây. Địch nè, cẩn thận này, chép vào chân đấy. Ôi trời. Ra bây giờ có ông nội thằng Ngao thì có phải thêm một suất ngựa nữa không mình nhỉ? Nín, trật tự. Đừng bao giờ nhắc đến ông nội thằng Ngao trước mặt tôi. Sao? Mình với ông nội giận nhau à? Thế bà không biết, ông nội thằng Ngao mang nửa đàn lợn đi cho gái à? Cho gái làm gì? Để xây nhà cho con vui. Ngu! Ngu quá! Bà bảo anh ấy. Ông ngu! Cái gì? Em xin lỗi mình. Ông nhà mình ngu. Mày cầm càng là phải biết lái con ạ. Mà con phải kéo. Con để bố mẹ già cả thế này mà chỉ có hai bố mẹ đẩy là tính thì chán. Chào hai bác ạ. Anh Ngao. Đêm hôm khuya khoắt nhà mình dọn nhà đi đâu thế này ạ? Ở thì đêm hôm khuya khoắt thì thằng nào hẹn hò em ra đây. Anh cứ nói linh tinh. Thế sao nhà mình lại phải dọn nhà ạ? Nhà mình ý là trong cái diện giải tỏa. Cái bọn ăn đít tổ có ấy, nó cưỡng thuế. Mà đầu tiêu là từ cái con Mai Công Chúa ấy. Con Mai Công Chúa ấy. Con mất dạy. Em thấy có đau lòng rồi, Toàn. Thôi không Toàn thít thì nữa cả, nhá. Toàn ạ. Dạ. Bác đề nghị con thế này. Con giúp bác một tay để cho anh Ngao lên đỉnh. Vâng ạ. Lên đi đi. Nào, mẹ xuống chữ. Quả này là phải đồng lòng anh nhá. Thêm một suất ngựa nữa rồi đấy. Nào. Cố gắng nhá. Cố lên. Con cái khoa này thế mà khỏe nhỉ. Cố lên. Cố lên. Ông ơi, đứa nào gọi tao đây? Thằng nán này, có việc gì đấy? Ông Ngao kiểm đồ của ông xem những cái gì của ông thì ông mang vào đi, để vợ chồng con còn đi ngay. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, vợ chồng con cái anh định đi đâu? Nhà thì cưỡng chế rồi, thế bây giờ vợ chồng con không ra đê để chum vầy thì ông bảo đi đâu? Anh nói buồn cười. Tôi có nhà đàng hoàng, sao tôi lại phải để cho con cho cháu ra đê ở như thế nào? Tôi nhìn cái mặt anh là tôi hiểu rồi. Vợ chồng anh tiếc cái chỗ tiền mua nhẫn cưới cho thằng Ngao đúng không? Chứ sao? Không phải lo, tôi đã tính toán đâu ra đấy rồi. Chúng ta sẽ đoàn tụ ở đây. Tôi đi vào đây. Vào đây cháu tính. Nào, nhanh lên. Tôi đi vào. Đi mà ấy. Vâng. Sao đây nhà thì bằng cái mắt mũi thế này mà ông bảo là vào đây ở thì ở nằm ở đâu? Anh buồn cười nhỉ. Tôi đã có chủ trương và bàn bạc với bà xã rồi. Tính đâu ra đấy không phải lo nhé. Cái giường này là của vợ chồng Ngô Vui. Còn chỗ này là dành cho vợ chồng Ngán Ngẩm. Ông ơi, thế thằng Ngao nó lấy vợ thì nó ngủ ở đâu? Thôi chết nhờ, nan giải đấy. Thôi, tôi nghĩ ra luôn, chúng ta sẽ ngủ quay vào. Úi dồi, thế thì chóng mặt lắm, không chịu được đâu ông ạ. Cái chị này chả hiểu cái gì cả. Chị biết tôi tính như nào không? Có nghĩa là ví dụ như đêm nay
Ngô vui ngủ. Rồi vợ chồng ngán ngẩm ngủ thì vợ trong nhà Ngao Thắng thức. Đấy, xong ngày mai lại vợ chồng Ngô vui ngủ, Ngao Thắng ngủ thì vợ chồng nhà ngán ngẩm thức. Thế thôi. Này, em bảo này, chưa cưới xin gì mà cứ vợ vợ chồng chồng đông người thế này ngượng chết được. Ừ, vợ lại dỗi rồi. Trẻ con bây giờ nó nứt mắt ra là nó gọi nhau chồng vợ ơi ơi. Tôi ngần này tuổi đầu rồi, chả nhẽ này không được gọi là chồng. Hóa ra không bằng mấy đứa trẻ con. Nhưng mà em thấy cứ ngủ cái kiểu như thế này nó chả ra làm sao cả. Cái này chả ra làm sao? Chứ còn gì nữa, tự nhiên mình đang ngủ thế này, có một đứa nó rình, nó xem, nó thức, nó xem mình. Đứa nào nó chơi đẻo một phát, nó lấy cái máy điện thoại ra, xong đó nó quay clip lại, xong nó tung lên mạng ấy, có mà đứt. Ôi dồi ôi, thế thì ngượng lắm. Thế chết, ai làm kiểu đấy. Thế cũng nguy hiểm nhỉ. Đúng là tòng. Thế thôi thế này, vợ cứ để yên chồng tính. Làm chồng ngượng. Kệ người ta. Thế này nhá, thôi ta bỏ cái phương án ngủ thức, chuyển sang ngủ tất, nhưng phải có đôi nằm đất. Này, bây giờ ai nằm đất bây giờ? Ta lại chơi cái phương án là luật viên đấy. Này. Vợ không có nằm đất đâu nữa. Yên tâm, con cầm chỉnh mà. Làm sao mình thiệt thòi được. Thì tự tình như thế này. Đấy là vợ chồng nhà ngủ vui, ngủ trên này. Vợ chồng nhà ngán ngẩm nằm trên giường, còn vợ chồng nhà thằng Ngao Thắm nằm dưới đất. Là hôm trước. Đúng rồi. Hôm sau vợ chồng nhà Ngao Thắm vẫn nằm dưới đất, vợ chồng nhà Ngô Vui vẫn trên giường, vợ chồng ngắn ngẩm vẫn trên giường. Thế là hợp lý đúng không? Nhưng mà theo em ngủ dưới đất nó chả ra cái gì cả. Sao lại chả ra cái gì? Ngày xưa vợ không biết nhá, chính chồng nằm dưới đất nó mới ra cái thằng ngán đây này. Lù lù như thế này, vợ bảo không ra cái gì là thế nào? Em vẫn thấy nó chả ra làm sao cả. Ủa thì bây giờ muốn nó ra làm sao thì chúng ta phải tiến hành ngủ thử, đúng không? Ồ, con bé này là đứa nào mà xin táo để? Con cái Son đấy ạ, nó vừa đẩy xe hộ đấy. Ồ thế à? Bây giờ thế này nhá, con bé này sẽ làm hình nhân thế ma. Thầy còn Thắm nằm dưới đất ngủ thử cái thằng Ngao cho ông xem. Vợ chồng như này lên giường đi. Vâng ạ. Em ơi, cứ tiểu ông nội anh một tí thôi, mình ngủ thử mình có làm gì đâu. Ông nội anh thế thôi nóng tính lắm, động tí chửi đồng bóng mà. Đi nghỉ trước. Đường thôi mà. Nào Công, Công ơi. Này, còn nốt mấy ngày thôi, cố ăn đi cho khỏe nhá. Tao không cần đâu. Thôi cố ăn đi, cố ăn đi. Đấy, cố ăn đi cho nó khỏe. Mày ốm đau còn khỏe này nữa, phải ăn nhiều vào. Bốn đứa bọn tao là nhường hết đồ ăn cho mày rồi đấy. Tắt nước. Khát nước hả? Tắt nước. Này, nước đây, nước đây. Áo mồm á. Hết rồi. Cẩn thận ông nghẹn. Thôi không khóc nữa. Đồng hồ ra ngày đừng khóc nữa. Khóc bé thôi. Thế chỉ biết một mình nhớ bà già mày à? Tao không nhớ à? Hả?
Tao bảo này, mày cứ cọc to này, đằng nào chúng mình cũng phải đi tù. Đấy, thế để vào tù khóc và già, nhớ và già cho nó có ý nghĩa. Báo cáo ngay tổng cấp, báo cáo ngay tổng cấp. Biến dạ, 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 thưa, thưa ngay tổng cấp. Có biến rồi. Cái trong môn nhà mày bé mồm thôi. Muốn đi tù cả lúc ấy sao mà cứ hoang hoang thế hả? Mày gọi ra khóc rồi, tổng cái gì nữa? Thế thì cho tao báo cáo thằng Cóc một việc rất là quan trọng. Hình như có công an tới. Bây giờ mày cho hướng giải quyết đi. Có công an? Công an đến bây giờ thì làm thế nào? Ồ, thế cái thằng sò đâu? Hay nó bị công an bắt rồi? Không, nó đang canh ở ngoài bờ sông bên kia. Công an thì bên này. Bây giờ nhá, bọn mày tìm băng đường sò ở đây nhá. Bốn anh em mình vượt biên bơi qua cái sông nhá. Nhưng mà có cái... Nhưng mà thằng Cơm này nó đang đau ốm suốt này, nó bơi sang sông làm sao được? Ôi nhỉ. Này hay Cơm ơi, hay mày chịu khó ở lại đi tù một mình nhá. Không được đâu. Tao bảo này, mày đau ốm thế này nhá, mày bơi lên giữa sông là mày chết luôn, thà đi tù còn hơn nhá. Mà đi tù rồi thì bọn tao ở ngoài ấy, còn có người vào chăn nuôi tiếp tế. Ừ đúng. Gì đấy? Không cho chỗ đưa tay. Tụ cho ta. Mày đi đâu? Tao tư hoạt tông trước. Đợi đứa mày. Ôi thì chết rồi. Trong môn đằng công này, hóa ra nó cũng giả vờ chúng mày ạ. Chúng mày ơi, chúng mày ơi, chúng mày cái gì đấy? Hình như không phải công an chúng mày ạ. Ô, sao mày biết? Thì tao chỉ thấy có một con đực, một con cái đi vào đây thôi. Một đực, một cái đi vào đây à? Một cái một đực vào đây giờ này chắc là chỉ có tòm tem với nhau chứ còn làm gì nữa. Này, tao bảo nếu chúng nó biết mình trốn ở đây là lộ thì kiểu gì chúng mình cũng phải vào kho. Bây giờ chúng mày làm cách nào ấy, phải xua đuổi nó đi. Đi 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 đi. Ủa, sao anh lại đưa em đến đây? Ừ, thì chỉ có chỗ này anh mới đưa đến chứ. Bây giờ đi tìm khắp nơi không còn chỗ nào thì anh đoán chỉ có chỗ này thôi. Nhưng mà ở đây âm u thế này thì ai mà trốn được? Ôi giời, em không nghe các cụ đã bảo là nơi nào âm u là bọn ngu nó trốn con mí. Nhưng mà em sợ ma lắm. Vặt nghĩ nhìn tinh. Cái gì đây? Con chuột. Con chuột mà cứ đông hết cả lên làm người ta sợ. Cứ tưởng mà. Anh em bỏ qua cho chúng con, chúng con có điều gì không nên công phạt gì, bỏ qua cho chúng con là con này thế này. Ôi trời ơi, ôi cô đại đã con ngày ngày tao con ngày ngày tao con làm sao gì vợ con khổ con nhảy rồi con thích cái ngày nữa. Tao đây xui đây thui thui là đứa nào Điền Thái xui này tao kê đây sờ sờ huyền sờ đây trong môn là đúng mày này hả? Thằng Cóc chết rồi à? Phủi phủi cái mồm mày vớ va vớ bẩn đâu. Thì thằng Cóc và thằng Câm đâu rồi? Đang trong hang. Trong hang. Đang trong hang à? Ừ. Ôi trời, dẫn bọn tao vào đi. Đi đi đi. Tao dẫn. Đi. Nhanh lên nhá. Cóc ơi, Cóc ơi. Cóc ơi, Cóc ơi, Cóc ơi. Cóc ơi. Cái gì đấy? Hóa ra không phải công an. Ai? Thằng Ngao với con Thắm. Thằng Ngao à? Ừ. Đang vào đi đây. Đấy. Ôi trong môn cái thằng Cóc bầu kia. Em chào anh ạ. Thằng chúng mày này chui vào đây làm gì? Trong môn chúng mày. Hai đứa chúng mày đến đây làm gì? Đi báo công an đúng không? Ừ, đúng không? Báo công an thì đâu? Mày đi vớ vẩn. Cái tông môn chúng mày. Thế nhà nghề chúng mày không toàn tem. Chúng mày đến đây toàn tem làm cái gì? Hả? Ủa chúng mày bị điên à? Vợ chồng tao thiếu gì chỗ? Đây là mang cơm đến tiếp tế của chúng mày đấy. Đây ạ. Ừ. Các anh ơi, các anh cứ yên tâm. Chị Mai công chúa bị bắt vì tội buôn bán đất nền lừa đảo rồi. Các anh không có tội gì hết.
Bây giờ các anh chỉ cần về trình diện rồi khai báo thành khẩn là sẽ ổn thôi ạ. Bọn anh chả tin. Đi về giúp con Tù cả lũ ạ. Đồng ngôn nhà mày, vợ tao có học học luật na đấy. Vâng ạ. Có thật không hả cô Thắm? Thật ạ. Các anh cứ về đi, nếu mà có vấn đề gì về pháp lý thì em sẽ giúp đỡ các anh. Mà về đi, còn dự đám cưới vợ chồng tao. Thế nào chúng mày? Có về không? Về thôi. Không? Về thôi. Ôi, cái gì đây? Ôi, tông môn thằng Công kia. Làm sao mày lại uống sữa như chuột lột thế này? Tao tên Tòa Tông. Tôi đúng chạy. Chúng chạy, tao tư tề. Tôi đi chúng mày ơi. Tôi đi. Chúng chạy đi đâu đây? Đi tù. Tao không đi đâu. Chúng chạy đi. Tao chạy. Tao chạy đi. Chào em. À Thắm, Thắm đến bán vàng à? Vàng đâu mà bán nhiều thế hả chị? Hôm nay em đến mua nhẫn cưới. Dạ. Chị giới thiệu cho em một đôi nhẫn nhá. Thật là đẹp này, thật là thời trang. Dạ. Và nó phải là trend của giới trẻ bây giờ. Dạ. Đôi này được này chị này, chị lấy cho em. Dạ. Ô, đôi này cũng được này. Đôi này cũng đẹp quá. Wow, đẹp thế. Đây chị lấy cho em cả đôi này nữa. Em cảm ơn chị ạ. Anh Nhao ơi. Nhi. Em lấy đôi nào bây giờ? Thích những cái mua thôi, nhanh còn đẻ. Anh làm sao đấy? Ghen. Nhưng mà ghen với ai? Ghen với cái thằng thở hơi đấy. Em với hắn ta kết thúc lâu rồi, làm gì còn gì nữa đâu mà ghen. Tại sao anh lại ghen? Hôm nay nè, tại chỗ này, em phải thành khẩn, thật thà trả lời những câu hỏi của anh sau đây. Thứ nhất là thằng thở hơi nó đưa em vào đây mấy lần rồi? Một lần chứ mấy. Thôi chết rồi, thế này em không thành khẩn. Bây giờ còn đưa ra gì của tao mà như thế này. Sau này thử hỏi, khi đã là vợ chồng không biết còn đan đối đến đâu nữa. Chờ anh tí. Alo, bố ngán đấy à? Bố ơi, tình hình là hoãn cưới. Không giải thích nhiều bởi vì hôm nay con bé Thắm nó không thành khẩn. Cho nên chuẩn bị tinh thần hoãn cưới, giải tán và đèn gà. Ê, em hiểu ra rồi. Bố ơi, từ hoãn cưới nhá. Thế mấy lần? 3 lần. Bố ơi, vẫn tổ chức đám cưới bình thường. Đặt cô luôn mà ngay. Cái gì đông cái gì, càng đông càng vui. Đông cho mình còn nãi chứ. Làm ăn kinh tế nó phải có nghệ thuật. Chứ như thế này mà thập tiệm. Thế nên là không muốn á. Vâng, con tạm ố. Đấy, em phải thành khẩn như thế. Em mới là vợ của anh. Còn nếu như em đang dối thì... Thì sao? Em sẽ là vợ người ta. Áo gấm cổ đầu cầm hoa. Đắp đúng tóe thành niên nhỏ ca. Bây giờ anh hỏi luôn đây. Thế trong 3 lần ấy nó mua cho em những gì? Kiềng chân 2 chỉ. Lần thứ 2. Kiềng tay 3 chỉ. Lần 3. Kiềng cổ 5 chỉ ạ. Thế thì em bán luôn cho anh cái kiềng chân 1 tỷ, cái kiềng tay 2 tỷ và cái kiềng cổ 3 tỷ luôn. Ồ, anh mua kiềng làm gì? Đến đi mua nhẫn cưới mà. Thì anh mua đưa cho em, mang về giả cho cái thằng thở điên kia. Ui dồi ơi, em chia tay hắn đòi lại quà rồi. Ui dồi ôi, đòi quà. Thế em đã trả nó chưa? Dạ hết lâu rồi. Ôi trời ơi, sao mà nốt thế gì? Anh bảo em dốt, thế mà anh lại đi mua kiềng để giả cho hắn ta. Ô thế em không biết tính à? Đây nhá, cái kiềng tân của anh là 1 tỷ, cái kiềng tay 2 tỷ, cái kiềng cổ 3 tỷ. Từ thương em được ra em 4 tỷ. Đấy, em vừa giả được thằng kia quà tang hoàng. Trong khi đó, em lại được cái tiếng là trung thực, thật thà, tử tế. Đúng không? Tình yêu này nó phải có lãi. Việc gì mình phải ngu để mất thời gian với mấy cái thằng chó này. Đúng không? Em yêu anh em cũng có lãi đâu. Ừ, sao thì cũng có lãi. Lãi gì? Lãi to là thằng khác. Em được cả cái thằng anh đây. Mà anh cam đoan sau 9 tháng 10 ngày em lại có thêm một thằng nữa. Ui chú, lãi gấp đôi.
trời ơi, tính với toán thế này có mà thập địa. Ôi dồi ôi, em mà không lấy anh có mà anh ấy giải. Nằm đấy, có đứa nó còn đang thương thầm tộm nớ anh nằm nộn nên đấy mà anh chưa thèm để ý. Bốc phét, đứa nào? Ờ, em biết thừa đấy, cái Thoan. Anh mà lấy nó nhá, nó mua cho anh đầy thứ, thích gì nó mua đấy, đúng không? Kinh rồi. Sao lại không kinh? Vừa rồi, nó đi xuất khẩu, lao động, bị hồi hương, có 300 triệu, đầu tư luôn mà bất động sản. Bây giờ, lãi được 3 tỷ, kinh chưa? Kinh rồi. Thế bây giờ anh đến mua nhẫn cưới hay là đến tưởng nhớ chị Xoan? Ồ, chị cái vế nào nó vẫn ra vế đấy. Mua nhẫn là mua nhẫn, còn nói chuyện nó là nói chuyện. Ừ. Em ơi, cho anh luôn 3 cái kiềng chân tay cổ. Sao lại mua kiềng? Ờ thì hóa ra anh không bằng cái thằng thở à. Này, đừng nghĩ gia cảnh anh nghèo, anh còn hơn khối cái đám con trèo ở quê ấy. Huy thành vàng bạc miên tê, anh rút một phát nhà em bê cả thùng. Sau này nếu có nùng nhùng, xin lỗi nhá, không bao giờ anh giống cái thằng thở khùng đâu em. Em lấy luôn cho anh 2 đôi nhẫn cưới. Ơ, anh mua 2 đôi nhẫn cưới làm gì? Để một đôi trong ngày cưới mình đeo, còn một đôi anh cất nhi dự phòng. Dự phòng cái gì? Dự phòng một ngày trong đời đẹp trời em lại gian dối thì sao? Anh này luôn duyên. Nhân duyên mà anh vẫn có tiền cưới em. Mua đi anh. Lấy em một đôi nhẫn cưới rồi nhá. Hai cái thằng Đức ốc, khi nhà giai đến, mày phải chịu trách nhiệm nước nôi, cẩn thận, có chưa? Vâng ạ, vâng ạ. Bà con họ nhà gái chúng ta ổn định chỗ ngồi. Xin phép bà cả họ bên nhà gái tập trung lên đây, tôi có đôi nhiều phát biểu này. Chỉ có 5 phút gồm đón dâu, rước dâu và lễ gia tiên. Tất cả chỉ gói gọn trong có 5 phút. Cho nên là tôi phát biểu cực kỳ ngắn gọn, chỉ có 2 điều. Điều 1 là xin cảm ơn tất cả sự tiếp đón nồng hậu của họ nhà gái chúng ta. Điều thứ 2 là xin họ nhà gái để cho cháu Ngao vào bắt nhau luôn. Thời gian có ạ. Vâng, thế ông Ngán đã nói thế. Tôi có xin ý kiến như thế này. Thứ nhất là thời gian không còn nhiều. Chính vì thời gian không còn nhiều cho nên là cắt bớt các cái lườm dừa đi. Vâng, em làm ngay. Và chính luôn. Và luôn. Thứ nhất, tôi xin cảm ơn sự đón rước lông luộn của họ nhà giai. Rồi. Thứ hai, tôi xin tuyên bố chính thức lễ bàn giao cháu Thắm cho họ nhà giai để cho cháu Ngao kịp thời thi công. Ngao bố bảo. Dạ. Thế bố đầm mà nói thế rồi thì bây giờ vào bắt con Thắm luôn đi còn gì. Bắt mắt luôn ạ. Bắt mắt luôn. Nhanh lên. Bắt luôn. Các bạn kiểm tra hết. Thắm ơi. Nhanh ra anh bắt thì còn kịp giờ. Nhanh lên. Ra đi nhanh lên. Em cái gì? Hai họ người ta đang chờ ngoài tổ chức long trọng đến kia. Không nhanh ra ông Ngán với cả ông Đầm đánh nhau đến nơi rồi đấy. Nhưng mà cái gì? Ủa trời ơi, bây giờ con ăn mặc cái này, váy bướm đâu mặc vào nành nền. Em xin lỗi. Xin lỗi gì? Nhưng mà đây mới là cô dâu của anh ạ. Ôi trời ơi. Toan, thế này là thế nào hả Thắm? Chị Xoan, chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em nghĩ đây mới là người xứng đáng với anh. Anh Ngao, thế là mình có nhau thật rồi. Ôi trời ơi. Toan ơi, anh đang tỉnh hay mơ thế này? Toan ơi, qua bao nhiêu cái cam go, thăng trầm, vất vả, rồi những cái khổ cực, bây giờ anh lại có Thoan thật rồi. Thắm ơi, em đã mất anh thật rồi Thắm ạ. Anh chúc em may mắn lần sau nhé. Thắm ơi, anh chị cảm ơn em nhé. Em chúc anh chị hạnh phúc. Thắm ơi, nhanh ra đi, còn về. Thầy bảo là tận giờ cái này, thầy hỏng hết việc ấy. Đi, nhanh lên. Thôi, vui lên, với kiểu ấy muôn. Mùi nhanh nhá, thế nhá. Bắt đầu!
Bố mẹ con bắt được con dâu rồi. Sao con dâu lại là cái Xoan? Con dâu phải là cái Thắm mà. Con phải là cái Thắm mà. U phản đối. Cầm lên trật tự. Cứ đổ ga lên thì lại lột biên mà bây giờ. Cỗ thì đặt rồi, khách khứa thì mời hết cả rồi. Cô nào trả được, miễn nó là cô dâu nhá. Làm sao mà phải đổ lên. Ôi trời ơi, nó đây rồi, ông ơi. Con Xoan nó đây rồi. Bà bố mày. Ôi, đây, ông ơi. Đây thì con ở đây. Xoan, mày không coi bố mẹ mày ra cái gì cả. Ai cho mày mèo mả ra đâu ở đây. Bố mẹ, con xin bố mẹ, con chỉ yêu một mình anh Ngao thôi. Bố mẹ bình tĩnh, tha thứ cho chúng cháu, à chúng con ạ. Bình tĩnh anh đi, kể cả tao để cho mày nát nhá, mày rách nhá, mày thối dưa ra, tao cũng không bao giờ gả mày cho thằng Ngao, hiểu chưa? Thôi, chúng nó nót yêu nhau rồi thì cho tôi xin. Xin với giỏ cái gì? Đi về. Nó về đi. Nhầm rồi. Thế là anh lại mất em thật rồi Xoan ơi.